không em? Chưa thấy bao giờ. Có nghe, có nghe. Chị không biết. Thấy lạ. Chị thấy nó hơi giống một cái điện thoại. Mới thấy lần đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy này. Không, chị không hút thuốc. Chưa từng. Chưa em. Hút nhiều. Có. Chưa. Chị hút xong chị cảm thấy nó rất là ngọt, rất là thơm, giống như là mình ngậm kẹo vậy đó. Nó hút mà nhẹ nhẹ thì thấy nó bình thường, nó không có gì hết. Mình hút nhiều quá, đậm quá thì nó sẽ sặc, nó khó chịu. Có mùi kẹo. Cái mùi vị nó giống như là mùi vị ăn kẹo vậy. Mùi rất là thơm mà lại giống như là sô-cô-la vậy đó. Thế thì nghĩ là nó không có hại. Nếu mà chọn thì chị sẽ chọn cái này, nó thấy nó an toàn hơn thuốc lá điếu. Thì nó thường thường cái này thì hút vô nó có lượng protein nó ít, nó không có đậm đặc như là ở trong điếu thuốc lá bình thường, đâm ra cái độ cái hại nó sẽ không được nhiều. Thì cũng nghe người bạn nói là hút thuốc lá này nè là rất là tốt cho sức khỏe, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình. Tôi cũng định mua một cái để sử dụng, tại vì hút thuốc lá bình thường thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Chính vì vậy mà tôi sẽ mua một cái giống vậy. Cái này nó quá nặng đi, để mà để vô trong túi đâu rồi nó nặng chỉ luôn. Tại vì mình bỏ thuốc cũng 25 năm thành công rồi. Mà nếu bây giờ mà cầm lại một cái này mà để hút phì phèo giữa cái đám bạn bè thì chắc nó cười mình chết. Mà nói chung hồi nãy giờ thì chị thấy là nó cũng rất là hay và thú vị. Nếu mà bạn muốn khởi nghiệp thì điều cuối cùng bạn nên làm là nên nói với bố mẹ mình. Bởi vì nếu nói với bố mẹ mình thì họ sẽ lắng nghe, nhưng mà sẽ nêu ra 10.000 lý do để bạn thất bại.